ô tô của mình hôm nay đi chơi đây các bạn. Ơi, mà. Wow, đi chơi ô tô. Ui các bạn ơi, ui phanh này. Mình nhìn thấy thằng cầm xe ô tô của mình cũng còn gì các bạn ơi. Ui để mình thử lùi lại xem nào. Wow, mình nhìn thấy đây rồi. Ui các bạn ơi. Ui một con cua màu vàng này to chưa. Wow, đi ra ngõ cái mà gặp một con cua màu vàng đứng chặn đường ô tô của mình các bạn ạ. Ui thì con cua đấy nó ngã rồi các bạn ơi, không ai làm gì mà ngã luôn này. Ui để mình bắt con cua này cho lên ô tô để đi chơi nhá các bạn nhá. Ui hay quá các bạn ạ, vừa ra ngõ nó cái rồi mà gặp con cua to khổng lồ luôn các bạn ơi. Ui con cua này nó hung dữ chưa này các bạn ạ, làm thế nào để bắt con cua được bây giờ các bạn ơi. Wow, ui nó phòng thủ chặt chẽ lắm các bạn ạ. Ui đây rồi, mình sợ vào người đấy rồi tôi. Ui đây rồi các bạn ơi. Ui hôm nay lại ô tô đi chơi mà gặp con cua to khổng lồ luôn các bạn ạ. Cho nó xe của mình. Nào đi thôi các bạn ơi, rén đi ra đây xem nào. Ui ui các bạn ơi, ở đây là có một con nữa này. Wow, đây rồi. Ui ô tô lùi rồi các bạn ơi. Có một con cua màu xanh nữa này các bạn ơi. Nhiều chưa, hái qua rồi này à. Hôm nay mình ra đây mình ra ngõ một cái mà gặp hai con cua các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi tìm tiếp nhá. Ô tô của mình đi tiếp thôi các bạn ơi. Rén gì. Ui các bạn ơi, ô tô hôm nay mình cho cái chế độ tự lái này các bạn ơi. Wow, tê. Ui các bạn ơi. Ui mình phát hiện ra. Ui ở đây các bạn ơi. Wow, đây có một con cua màu đỏ này các bạn ơi. Ui bò ở cái đống cát này. Ui đẹp chưa này các bạn ạ. Ô tô còn một con cua màu đỏ á. Cho nên ô tô màu đỏ các bạn. Ui mình nhìn thấy ở đây có một cái con gì thế này các bạn ơi. Đây này. Ui để mình thử moi lên xem nào. Wow. Ui các bạn ơi, mình moi lên được một con rùa này ở trong cát các bạn ạ. Ui hình như thử moi xem ở dưới còn không. Ui vẫn còn này các bạn ơi. Mình xem moi tiếp xem nào. Ui con gì thế này. Wow, gặp một con la bu bu này các bạn ơi. Đẹp chưa này. Mình cho lên đây một con rùa, một con là một con la bu bu. Ui đây nữa này các bạn ạ. Wow nhiều chưa. Tiếp xem nào. Ui ui đây nữa các bạn ạ, lại một con la bu bu màu xanh này các bạn ơi. Ui đẹp thế nhỉ, nhiều thế. Ui ở dưới này rất nhiều luôn các bạn ạ. Ui đây này, mình tìm bới ở cái đống cát này các bạn ơi, rất nhiều la la bu bu các bạn ạ. Ui hình như hết rồi. Wow, mình giải cứu được ở trong cát được 5 con la la bu bu liền các bạn ạ. Mình cho lên xe cái ô tô của mình các bạn ơi. Wow, để mình sẽ đi tìm xem ở quanh đây xem còn con gì không. Ui ở đây nữa này các bạn ơi. Ui đây này, nhìn thấy một con màu xanh nữa này. Ui nó ở trong hang các bạn ạ. Wow, nó trốn ở trong hang này các bạn ơi. Khôn chưa. Ui một con cua màu xanh. Đây rồi, lại thêm một con cua màu xanh nữa các bạn ạ. Thích chưa này. Cho vào đây các bạn ơi. Ô thử tìm xem ở trên cái đống cát này xem có còn các bạn con vật nào không. Ui hình như hết rồi sao ấy. Để mình sẽ đi lái ô tô đi tìm tiếp nhá. Đi thôi. Rén. Ui ô tô đâu nằm ở đây. Ui hình như ô tô của mình lại nhìn thấy các bạn con vật rồi sao các bạn ạ. Ui đúng rồi, ô tô của mình lại nhìn thấy ở đây lại có một con cua màu hồng nữa. Wow nhiều chưa này các bạn ơi. Hôm nay là chỗ ô tô đi tìm các bạn con vật là nhiều quá. Wow ở đây nữa này, đây lại có một con nữa các bạn ơi, thêm được một con cua màu hồng nữa các bạn ạ. Nhiều chưa. Wow mình sẽ đi tìm xem còn không nhỉ. Ui thử tìm kỹ ở đây xem. Ui hết rồi sao các bạn ạ. Đi tiếp thôi. Ở đây gặp hai con cua màu hồng các bạn ạ. À mình giờ mình sẽ lái xe tiếp nhá. Nào đi tiếp thôi các bạn ơi. Đây em cho ô tô tự lái đi tìm các bạn con vật thôi nào. Ui đi đâm vào cây các bạn ạ. Ô tô của mình không có cảm biến. Ui mình phải tỉnh lòng, mình phải hỗ trợ các bạn ạ. Chở các bạn con vật đi chơi mà cứ cua đi đâu ấy các bạn ạ. Wow, mình phát hiện ra ở đây có cái vườn rau các bạn ơi. Ui thử tìm xem ở cái vườn rau này có các bạn con vật không. Wow, ở dưới này rồi các bạn ơi. Đây dưới này mình phát hiện ra. Ui ở dưới này có một con cua màu xanh này bò ở cái ruộng lúa này các bạn ơi. Ui một con cua màu xanh. Ui nhìn thấy mình bò nhanh chưa này. Wow cho lên ô tô của mình. Một con cua nữa các bạn ơi, tìm xem còn không, khả năng vẫn còn đấy các bạn ạ. Phải tìm kỹ vào. Ô xuống dưới này xem nào. Ui ở cái dưới ruộng này mà không còn các bạn con vật nữa. Ui đâu rồi nhỉ. Đây các bạn ơi này. Đấy mình nhìn thấy vết. Ở đây có một con cua màu xanh đang chui vào hang này các bạn ơi. Ui cố chui vào hang này các bạn ạ. Ui để mình nôi ra. Ui đây rồi.
một con cua màu xanh nữa này các bạn ạ. Uầy, to chưa? Ôi, lại giải cứu ra được một con cua màu xanh nữa các bạn ạ. Nhiều thế, rất nhiều luôn các bạn ạ. Cho nên ô tô của mình. Uầy, ở kia này có một con nữa này. Đấy, đánh ô tô xuống đây các bạn ơi. Ui, đây lại thấy một con nữa này. Đấy các bạn ơi, nhiều chưa? Ui, nhiều thế. Hôm nay mình giải cứu được rất nhiều này, cua rồi. Các bạn la bu bu rất nhiều luôn các bạn ơi. Tiếp tục đi tìm xem nào. Đi lên trên cái vườn cái rau này xem có không các bạn ơi. Nhìn thật kỹ xem có còn không các bạn ơi. Ui, mình hình như ui, đây 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 rồi các bạn ơi. Mình thấy một con cua màu đỏ này. Ui, mình lại nhìn thấy ui ui, nó phi xuống dưới này rồi. Nhìn phi rất nhanh luôn các bạn ạ. Ui, một con cua màu đỏ nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Wow, chính thức ở đây rất nhiều các bạn con vật đấy các bạn ơi. Cua đỏ, màu xanh cua màu đỏ ở vườn rau rất nhiều luôn các bạn ạ. Cho xe này xuống đây tìm tiếp xem nào. Ở cái bờ ruộng là nhiều cua thế các bạn ạ. Ui, ở đây này có những cái bèo tây này các bạn ơi, thử bới lên xem nào. Ui, không thấy à? Không thấy các bạn ạ. Bèo tây mà cũng không có cua này các bạn ơi. Tìm ở những cái hang này. Ê, đây đây đây, đây rồi các bạn ơi, đấy. Một con cua nó đang nằm ở trên miệng hang luôn này các bạn ơi, to quá chưa? Wow, một con cua màu đỏ rất to luôn các bạn ạ. Nhiều thế. Đã cứu được rất nhiều luôn. Wow, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây các bạn ơi, ui. Mình xuống đây, lại có một con cua màu đỏ nữa này. Ui, một con cua màu đỏ nữa các bạn ơi. Wow, nhiều chưa này? Đây rồi các bạn ơi. Ui, nó thay cặm rơm về làm tổ này các bạn ơi. Mình cho lên ô tô của mình. Wow, hôm nay mình giải cứu được nhiều chưa? Cua rồi các bạn, la la bu bu rất nhiều. Bây giờ mình sẽ mang các bạn con vật về đây. Thôi, mình và bạn ô tô xin chào các bạn nhá.